nghĩ cần phải không tên là anh. Trong khi mặt anh em nghe hiện đời, tình yêu của anh như thế nào? Và anh sẽ không như người ta nói yêu em nhiều, vì anh chỉ yêu và còn gì. Khi em mất thì ra anh yêu em nhiều lần đây. Rồi em sẽ nhận thấy những thứ xung quanh là con cò hay chính anh là mãi mãi. Anh cũng sợ lắm khi anh mất đi anh.